tên họ là Panther. Quân lại, vâng, thực sự là quân vãi trưởng. Vâng, tiếp tục là Panther, của bên này là Minoan và Choson. Vâng, khủng khiếp thật. Của bên họ là quá đẹp. Panther trong map này, vâng, chỉ cần một quân thôi nó đã khủng khiếp lắm rồi. Đây còn là tận hai quân, Pamiran và Panther đúng không em? Bên này là Minoan và Choson. À, như vậy chúng ta có khắc tinh của Persian, đó chính là Choson. Và tiếp tục một trận nữa mà có Minoan. Vâng, liệu rằng Minoan có thể lên được cung A hay không? Vâng, chỉ cần Minoan mà lên được cung A thành công. Vâng, về lý thuyết thì Minoan lên cung A thành công kín nhà. Sau đó thì Choson là người thủ phủ cân lại. Mà sau khi cung A của Minoan lên xong sẽ cần được cả cái bản đồ này. Bên kia là không có gì có thể đỡ được cung A Minoan cả. Nhưng mà vấn đề ở đây là vâng, liệu rằng có lên được cung A hay không. Một quét ở phụ dành cho game thủ U97. Hồi ra đến với anh máy Choson đi. Vâng, Choson sẽ cần được một trong hai nhà Pan hoặc Per. Vâng, đây là đàn hiêu đầu. Một đàn hiêu dường như là 4 con rồi vậy. Có vòi. Vâng, một vòi. Trận thi đấu này thì cửa thắng thì vẫn còn nguyên. Quân thì là lệch hơn một chút. Vâng, 4-5 và 5-5. Thêm một đồng dân nữa để đi dò. Và con hiêu ở xếp bản đồ kia có vẻ như nó hơi khó lùa. Vâng, muốn lùa con hiêu ở xếp bản đồ thì có hai cách. Vâng, một cách là các bạn có thể sử dụng thêm một chiếc E. Một cách là các bạn có thể sử dụng thao tác tay nhanh của mình. Khi một con hiêu vừa nhảy, các bạn ấn phi. Vâng, phi trúng nó phát thì nó sẽ nhảy hai bước. Và nó sẽ nhảy ra khỏi mép bản đồ. Mà cái đấy thì cần một thao tác tay tương đối chuẩn và nhanh. Cái gì đây? Vâng, đây là một trang chạy voi. Vâng, dò ra phát vâng, ba voi đứng ở chỗ luôn cho nó mát. Và cái bài này của Choson đang có nguy cơ là có thể cân được một trong hai nhà chém tuyển bên kia. Rồi, phi. Rất tốt. Nằm xuống. Rồi, bãi gỗ cũng là rất đẹp. Vâng, để ý dồn dân để có thể ăn voi đi. Một trận sẽ là bao nhiêu nông dân đây. Tiếp tục là câu voi về. Vâng, câu voi rất từ tốn và chậm rãi. Bao nhiêu dân ở trong trận đấu này? Ơ, dò rộng em. Biết đâu là 4 voi một chỗ sao? Đấy. Mà cái bóng đen đằng sau biết đâu là bất ngờ. Thêm một voi nữa chăng? Không. Thế như vậy là bài chỉ là 4 voi một hiêu. 4 voi một hiêu 3. Mà hiêu 3 cũng được. 23 dân. Và ngừng xin dân hay chưa? Như vậy là đã ngừng xin dân. Và một trận lên sớm của Choson. Nhiều khả năng sẽ là kích 9. Kích rồi. Vâng, 7-25 chưa mạnh kích đời với 23 dông dân của Choson. Rồi, phi hiêu phi voi là rất đẹp. Thêm một con voi về nữa. BB xây để bò bãi vàng. Vâng, cắt thêm con ông dân ra ăn gỗ. Bài này sẽ là lên đời, sau đó thì là đắp ruộng. Và liệu rằng có được con ngựa giò công giáp đầy đủ hay không? Vâng, rất tốt. Vâng, bãi gỗ thì cũng cực kỳ dễ bỏ. Một chiếc BM ở bãi gỗ. Để san đều nông dân ra ăn voi em. Đấy, con voi kia sắp hết thịt kìa. Vâng, trừ mệnh sẽ kích 9 trong trận đấu này. Nếu như ép chuẩn. Mà lên đời có lẽ rằng lực không phải quá khỏe. Vâng, hiêu đầu hiêu 3. Vâng, BM và BL thiết kế là cực kỳ gấp rút. Vâng, bên kia Pan đánh 19 dần, Per đánh 25 dần. Nhưng mà là hai bài đều không phải là quá phũ. Mà dường như là sẽ là bài khỏe. Vâng, 9 bao nhiêu? 9 bao nhiêu? 9 10-0-0. Thì cũng được. 10-0-0 cũng được. Vâng, bài là tương đối ổn. Vâng, sẽ có một con giò, sau đó ra ruộng dần thôi. Rồi, được một con giò. Vâng, có hai cái ruộng.
tốt. Vòng 3 cái ruộng là vòng 3 chiếc e rất kín. Đẩy con giò đầu tiên đi luôn và sẽ gặp nhà nào đây? Đảo qua ảnh máy U97 một chút. Vâng, U97 một bài đánh cung A của Minoan. Và đây là bài kín của Minoan. Tươi rồi, cửa thắng là đang là sáng rồi. Ôi giời, đen thế rồi. Vâng, đang đi gặp hai sư tử. Và người ta gọi là cái này đã đen còn lắm lông. Gặp game thủ cầm Persian. Vâng, Persian đánh 25 dân. Hiện tại đang có con ngựa giò. Đẩy sang nhà của game thủ cầm Cho Son. Vâng, chọc chết con đấy. Rồi. Vâng, gần như tất cả địa điểm ăn đã kín. Bây giờ thì chờ gỗ để đóng chiếc LBP mà thôi. Vâng, đây là Per. Per đánh một bài chắc nhà ra ruộng. BP. Vâng, thế như vậy là Per cũng đã lên đời. Một bài Per cũng kích ngang phèo Cho Son. Bắt đầu có phù. Đây là khắc tinh của vâng 2. Kéo con chém về. Kéo chém về không? Vâng, không kéo chém về thì đỡ sao? Thế vậy là đẩy con chém đi luôn. Vâng, sao chém kéo chém về nhỉ? Vâng, bị ốp cả P luôn. Và chém kéo chém về. Phí quá. Mất rất nhiều dân. Trận này chỉ cần giữ tham thôi. Vâng, tham 20. Tiếp tục là sóc P. Vẫn hở nha, bãi gỗ vẫn hở đấy. Rồi. Phù, vậy e. Tốt. Ăn được một đặc đà. Tươi. Lưng gấp bánh xe. Sóc BP. Vâng, sóc chém nữa không? Vâng, bơm một tên đồ cho game thủ cầm Minoan. Minoan sẽ bị công vào ngay sau đây. Vâng, cung A sẽ là nở hết ở bên trong. Vâng, bài là rất đẹp dành cho Minoan. Vâng, bên kia thì lên đời không phải là quá phũ phàng. Nhưng mà chí mệnh cần phải giữ được tham. Tham ai còn 19. Nhưng mà có ruộng, có vàng. Vâng, chết thì chỉ chết dân gỗ thôi. Vẫn là tạm ổn. Vâng, một con phù được đẩy sang nhà của người cầm Minoan. Vâng, công cái gì đây? Dường như là công ca. Vâng, chí mệnh nâng cấp đào vàng hay là nâng cấp cái gì đi? Vâng, đào vàng không có ca nhá. Lên giáp đi, lên giáp đi. Bơm hết thịt cho Minoan. Tất thịt luôn. Cần gỗ không? Cần gỗ, bơm cả gỗ luôn. Vâng, tơ này chỉ cần thủ nhà được thắng. Vâng, vâng, Pamiran bắt đầu chuyển sang những con cục rờ. Và bãi ruộng của truy bệnh đã phải nằm xuống. Vâng, lạc đà đang đứng bảo kê. Vâng, chạy sang nhà của Minoan đây rồi. Vâng, Minoan đông lắm. Vâng, chúng ta đang xem hình máy U97. Vâng, thời điểm đầu là cầm chân là khá tốt dành cho Minoan. Rồi, bắt đầu cung A bắt đầu khỏe dần lên theo thời gian. Thêm một chiếc ABP được thiết kế. Chú bệnh sang nhà của U97 bán vàng. Cái nhà ca đấy, cạnh bãi vàng đấy. Vâng, để ý lên giáp 4 sớm nhá. Vâng, Pamiran đang chuyển sang những con. Vâng, Pamiran đang chuyển sang những con cung R nhưng mà không xoắn. Cung R Pan thì loại lực có thôi chứ cũng rất là bình thường. Vâng, yếu xỉu. Rồi, cung A kẹp phù sẽ đối đầu với vâng, cung R kẹp lạc đà. Giáp 4 rồi. Giáp 4 đã có. Gô 2 cho em. Vâng, bắn lổ cho BL luôn đi. Vâng, bây giờ thì cung A của Minoan nó tự tin đứng ở giai bề ra ở bên ngoài. Màu 7 bắt đầu xong thêm một con chém. Hồng xoắn vào hết đây được chưa? Vào hết đây. Để ý chuẩn bị đây. Ốp ốp ốp. Lùi chạy 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 dân chứ vậy. Đông đấy. Vâng, đông đấy. Tân A được không? Cung A là giáp 4. Vâng, sẽ... Ôi, dường như là không. Vâng, dường như là ăn được. Vâng, quá hay. Vâng, đúng là cung A. Vâng, cung A là quá khắc lạc đà. Vâng, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây. Vâng, lùi lại một chút. Đẩy cung A lên. Đen, đen BB cho cung A đi em. Đen BB cho cung A đi. U97. Rồi. Đẩy lên tơ này. Vâng, tơ vừa rồi là mình tụt tham khá nhiều. Nhưng bên họ là mất nhiều quân hơn.
Gỗ 2, gỗ 2. Để ý ngừng một tơ lên gỗ 2. Rồi. Rồi quá tốt rồi. Tanai Minoan bây giờ sẽ nở ra. Tanai thì vẫn đang là cân. Nhưng mà Minoan ở trong bản đồ này thì ai sẽ đỡ được đây? Để ý sóc một nhà dân đều nhá, một nông dân đều. Vâng, truy bệnh thì cứ cầm những con phù đi làm mấy con ngựa chém thôi. Đúng rồi, Simang Risai. Vâng, một trận thi đấu mà Choson Minoan thắng Panper 1-0 trong thứ hai dành cho cặp đôi của Game TV.